Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Ngươi nói không sai, mặc dù ta có thể lấy được chiến trường tiếp theo, nhưng tin tức truyền về ngươi vẫn sẽ sắp xếp tương đồng. Nếu như so sánh với trước mắt, ta nhiều nhất chỉ có thể giết thêm mấy vị Ngụy Vương chủ mà thôi, ý nghĩa không lớn. Hiện tại cục diện của Tam Thiên Thế Giới quá là hỗn loạn, các đại quân phân binh mà chiến đấu, mặc tộc của ngươi ở các đại vương đều có căn cứ. Ngươi không cảm thấy để tình hình trở nên rõ ràng hơn một chút thì sẽ tốt hơn hay sao? Nếu như vậy, nhân tộc không cần phải phân binh, đối phó với ngươi chỉ cần trông chừng Bất Hồi Quan là được rồi, cho nên ngươi lựa chọn phương thức này. Đây đối với nhân tộc mà nói, quả thật là một chuyện tốt. Có Dương Khai người, thật đúng là niềm vinh hạnh của nhân tộc. Ngươi đừng cho rằng nói như vậy ta sẽ thủ hạ lưu tình. Bây giờ, đại thế đang ở chỗ của ta, các Ngụy Vương chủ ở trên các chiến trường của mặc tộc các ngươi đang còn rút đi. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể phong tỏa cửa vực, đi chặn giết bọn họ. Cho dù ngươi cưỡng ép phá được phong tỏa của cửa vực, cũng cần phải lãnh tổn thất một chút thời gian, huống hồ cửa vực mà ta có thể phong tỏa không chỉ có tòa này. Dương Khai phong tỏa cửa vực chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà mặc tộc muốn phá đường phong tỏa cần phải tốn sức rất lớn. Thời gian và tinh vực mà hai bên bỏ ra hoàn toàn không như nhau, thời gian ở trong đó chênh lệch, đủ để cho mặc tộc tổn thất lượng lớn Ngụy Vương chủ. Ngươi muốn thế nào? Như vậy mới đúng chứ? Thế thì ta sẽ nói thẳng luôn. Vương chủ đời mới của mặc tộc ngươi không ra, Ngụy Vương chủ chính là sức mạnh trung kiên nhất, bất cứ một người nào cũng không thiếu, chết một người là ít đi một người. Như vậy đi, ta cũng sẽ không ép các ngươi đến cùng đường cùng. Một Ngụy Vương chủ 100 vạn phần tài nguyên ngũ phẩm, các ngươi có thể tự tính toán Ngụy Vương chủ ở bên ngoài có bao nhiêu vị, sau đó cho ta vật tư với số lượng tương ứng là được. Ngươi bị điên rồi sao? Cho dù là tài nguyên ngũ phẩm, số lượng cửa 100 vạn phần cũng quá nhiều rồi. Hơn nữa, đây còn là giá cả của một vị Ngụy Vương chủ. Số lượng Ngụy Vương chủ chinh chiến ở bên ngoài có bao nhiêu? 12 chiến trường, ít nhất cũng gần 200 vị. Đây không phải là đã gần với 2.000 vạn phần tài nguyên ngũ phẩm rồi hay sao? Chuyện vật tư, đối với mặc tộc mà nói căn bản cũng không là gì. Nhưng với Ngụy Vương chủ thì không giống. Bản thân hãy nghĩ cho kỹ. Quá nhiều rồi, ta không chấp nhận được giá cả này. Điều kiện của ta chỉ có cái này, không chấp nhận giá cả. Các ngươi có thời gian một nén hương để bàn bạc, nếu như không đồng ý thì miễn bàn. Ta lập tức sẽ khởi hành đi chặn giết Ngụy Vương chủ của các ngươi. Ta ngược lại muốn xem thử các ngươi còn bao nhiêu người sống sót quay về. Vị trí sẽ chọn ở cửa vực, ở phá toái thuyền thông với Tam Thiên Thế Giới, ở đó là một chiến trường tốt. Ngươi, một mặc tộc to lớn, tao có thể bị một mình ngươi lắm thóp được chứ? Đại nhân, chúng ta liều với hắn. Không được, chúng ta không làm gì được Dương Khai. Cửa vực ở phía sau hắn, bên mặc tộc có bất thường, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi vào trong cửa vực. Hơn nữa, nếu như Dương Khai hành động như những gì vừa nãy nói, nhất định là sẽ có không ít Ngụy Vương chủ gặp tai họa. Các Ngụy Vương chủ hiện tại đã rút khỏi chiến trường, nhất định sẽ đi ngang qua cửa vực kia của phá toái thiên. Nếu như Dương Khai muốn ôm cây đợi thỏ, các Ngụy Vương chủ căn bản cũng không thể nào chạy thoát được. Mà mặc tộc ở bên này muốn ứng cứu, lại phải bước qua cửa của phá toái thiên. Tạm thời chưa nói thời gian tiêu hao để phá được mấy cửa vực kia bị phong tỏa. Đợi chúng ta đến nơi, e rằng tất cả đều đã muộn rồi. Nói thật, các Ngụy Vương chủ rút về đều là một nhóm người đồng hành rất lớn. Không chỉ là một mình hành động, khi giết cũng có độ khó. Mình nhiều nhất chỉ có thể đắc thủ được vài lần. Dù sao thực lực của mình có mạnh cũng có giới hạn. Vẫn hy vọng Manaza có thể biết điều một chút. Thế nào? Chúng ta đồng ý với yêu cầu của ngươi rồi.